Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Chị Viu lại cảnh buổi chiều nay gửi hàng cho một người anh em ở Thái Nguyên. Người anh em này thì nói mình là không có gì, không muốn đưa tên nha. Thế nên là đây mình chỉ ghi ở cái chỗ cho mọi người xem. Địa chỉ là ở xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Nhà cung cấp là Khang Audio 0368888479 nha. Thái Nguyên thì có nổi tiếng là chè Thái, chè Thái Gái Tuyên. Đây người anh em này đã tự chọn cho mình một sản phẩm âm ly 8 sỏ mang thương hiệu Hùng Loè, Việt Nam chất lượng cao. Đây, 5 năm liền đạt huy chương vàng này, hỗ trợ tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Âm ly thì mình có thể nói được ngon, nhưng điện thoại mình không thể nói được ngon. Nên nó lên nét là hơi bị chậm. Đấy. Nhưng anh em nào đóng hàng vào xem thấy mình đóng mà nó còn có cái chỗ nào nó gọi là thiếu sót thì cứ bổ sung ha, để lại bình luận đấy để mình hoàn thiện những cái sản phẩm của mình khi đến tay khách hàng hơn. Thôi thì cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video của mình nhé. Anh em nào coi như thế là yêu thích những sản phẩm tốt, hoạt động bền bỉ thì hãy cho mình địa chỉ nha. Để mình gửi hàng cho đến ca hát nghe nhạc nha. Thôi, xin phép dừng clip ở đây nha, để làm thủ tục gửi cho người anh em này. Rồi, cảm ơn mọi người. Merci.